gian hàng của bác Tĩnh. Tĩnh. Thế là lô hôm trước là lên đường rồi bác, hay là nay đảo ấy? Bác Tĩnh này có ba cái này hay định nhỉ? Cái Nam Điền, ba cái xe Nam Điền đấy, cái xe vui. Cái này kiểu như là cái này với cái kia là một đôi hay sao ấy nhỉ? Giống giống nhau á. Khác nhau thì bao tiền một cây bác? 25 triệu. Kia thì sao? 22. Cái này 18. 25, 22, 18. Rằm như sướng nhỉ. Này. Bác có đọc rồi cái số lại của bác đi cho nó 0942 0942 455 590. Đấy. Quách Tĩnh liên hệ bác Quách Tĩnh. Không chỉ có cây này mà nhiều cây ở nhà nữa lắm. Không? Có cái liên hệ thì không thích cây này cây kia nhiều lắm, nhiều lựa chọn lắm. Nhìn cái bộ răm của cái đội này kia. Cây này cao tầm 7-80 phân. Toàn cái đồ tầm trung mà cũng thuộc diện khá là lùn. Đấy. Mà tiếp ở Sơn Tây, tiếp ở Sơn Tây cũng đang thích một cây này, chắc hôm qua bán mất rồi. Thế bảo hẹn hôm nay ra, bảo hôm nay ra kiểu gì có nhưng chưa biết là xuống chưa. Kinh, cây này rằm khiếp. Dã man luôn, 30 năm tháng mới được thế này. Nhìn này, cắt giật lục cục. Dày. Ba cây, ok. Về càng làm càng đẹp. Một lần nữa là mít tít. Bắt đầu chun lại. Già trắng. Phê. Đấy. Nào có vườn rộng rộng mà mua về. Phôi thì đẹp mà cũng vất vả lắm, không biết đến bao giờ thành cây. Cứ hòm hòm này mà chơi. Ông nào thợ thì không nói mà cứ ông nào người chơi cứ hòm hòm này mà vã. Vã phôi thì đến bao giờ. Đấy, cây này đẹp. Chính ra cây này hay. Nửa tháng nữa lại tùm. Hay lắm. Ngày mà bấm cả bấm. Nó hòm ổn định rồi cứ thế bấm. Đấy, cây này thấy rất rẻ. 25 22 18, cây rẻ nhất này lại thấy hấp dẫn đấy. Yêu đấy, đáng yêu đấy. Liên hệ với bác Quách Tĩnh nhé.
này cũng của mình à? Cái này thì bao nhiêu? Cái đấy thì bao nhiêu? Cái này 17 triệu. 17 triệu. Dáng cổ đẹp. Cổ đẹp. Quê cổ, ký đá. Thân rất quái nha. Thân rất quái. Lá rất hay đấy. Lá nhỏ xíu. Lá đẹp. Đấy. Quê cổ. Lối nó cụ làng xưa nhưng mà khá là tay cảnh khá là ổn. Tay cảnh rất ổn. Không phải bị buôn miêu ngoao quá như là đại chúng ngày xưa. Cái đoạn chia tay chia bông rất là hài hòa, nó không bị lêu nghêu, nó không bị lêu nghêu, cảm giác nhìn nó dễ chịu. Đấy. Cái này bật răm ra thì rất dày, cái được thân chạy này khá là quái, đây. Chạy khá quái. Đây cái cổ này nó rất là nu. Đấy, xong rồi lắc lên, quả khúc rất đầy. Đây. Mặt này nhìn hoành tráng, mắt nhìn xa chút. Đấy, những cái to này thì mắt xem cái tổng thể nó xa xa chút, xong rồi đi vào chi tiết. Quay này nhiều khi nó khó. Mặc dù có những cây rất đẹp ở đây nhưng mà quay nó không toát lên được. Đây này. Toát gì này. Mặt này rất hay. Đây, kiểu vầng trăng khuyết. Vầng trăng đầy luôn, nổi quyết hang động. Đấy, thế nó lạ cái chỗ rất hay cái chỗ đấy. Nó rất hay cái điểm nhấn ở cái vòng tròn kia kìa. Kiểu như giếng trời chiều xuống sang đây mời. Ra chiều xuống đi hay không? Ngoài á, đi làm đích đi được. Hay hay này, mấy khai trương qua anh mang xuống mấy tác phẩm mà. À đi à? Hôm qua thế đông đủ. Xung quanh những cái bàn đỏ đấy ở chỗ sân đấy. Hôm qua thế đông đủ lắm. Ừ. Hôm qua rầm rộ lắm. Cố gắng ngay ai xuống nhá. Vâng. Nếu mà xuống cái làm clip của anh sâu sâu rồi thì. Nhất chi. Không, nếu có hôm nữa mà bọn anh khai mạc đến là có cả anh nữa. Vâng. Chiều nay xuống đến rồi. Em định mang hai cây đi nhưng mà bận. Đã định gọi cho mày rồi. Bận quá. Bật quá. Nó nhiều mini nhưng mà trong sân đỏ hết, còn to bọn ba đá, bọn thằng đàm, bọn sử ba đá. Còn bạn này mang nhiều. Đợt này làm quy mô. Ừ, làm quy mô mà. Thảm đỏ với sân vận động đẹp quá. Cả mà đường đẹp, sân đẹp. Nhưng mỗi tuổi chỉ sợ nắng thôi. Cái đồi mini thì được che rồi. Ừ, được che trong ấy rồi. Anh đứng hàng đầu luôn. Hôm qua xem ảnh mấy ông nó up lên ấy, thấy đẹp, toàn cây chất lượng. Ừ. Chung là những cây ở đời là kéo anh ra mang cái đấy. Cây vớ vẩn kéo hàng đỏ cái sân tố phải nó ông phải biết được quan người thợ cơ ma làng cái hiện diện thì ông mới dám mang đến. Bây giờ động vào mang vớ vẩn những người chửi chết quan những thằng máu mặt. Ê, anh chơi mini thôi nhưng mà giấy mời mấy giấy mời đủ các loại giấy mời. Giấy trong giấy đặt cả cây đủ các loại thạch cày ra mời. Ừ. Mời như là đang hoang thế đi, đây là tất cả giấy tác phẩm của anh. Cái chuyện đỏ ta đi dí buôi mày đang nhằng. Đúng rồi. Nó có thẩm định. Không có sự cả. Mời mày biết là làm sao bọn tao mày. Thứ nhất là cây đẹp, thứ hai là mình có uy tín người ta mới mời. Ok. Bây cái này bao tiền bác? 3 triệu. Bác toàn nhỉ? Hay gì nhỉ? Quên. Quân. Đọc lại số đi bác. 0969 114 131. Mình là vườn từ Hải Dương. Vừa nãy là Bắc Tĩnh, là đến từ Nam Định nhỉ? 22 em có xuống không? 22 nó phải vào... Nó phải vào... Ngày nghỉ cơ. Nó phải vào... Trốn được cơ. Thế là ngày kia đấy. Để trốn được cơ. Muốn đi lắm chứ. Giờ mà đi... Không trốn thì phải trốn chứ. Phải bảo... Nhưng mà cái món đấy đi rồi hết ngày... Năm nó mới có, cả hôm nó mời cả ăn cơm. Biết rồi nhưng mà... Mang ăn cả mặn. Ý là đi cái đấy phải hết ngày. Đường đi không về ngay được, nhìn thế về sao được. Báo được thắng đi. Ok. Còn cây này sao bác? 18 triệu. Tùng đẹp quá. 18 triệu. Đây là tùng trái sao? Đây là tùng hoa. Tùng hoa. Đẹp nhỉ.
êm ái, đẹp đẽ. Chơi tùng này bao giờ nó vẫn là đẳng cấp nhất muôn đời, quốc tế công nhận. Tất nhiên mình phải phục cái văn hóa, nhưng mà đây tùng, một cái cây tùng đẹp như này làm rất lâu, rất lâu. Chế độ của nó cảm giác nhìn nó sạch sẽ, mịn mịn mà sạch. Đấy. Ngày xưa về cái này hàng trăm này. Còn cây này thì bao nhiêu bác? 28 triệu. Nó gọi là xì gừa nhỉ, hay là xì Đài Loan? Gọi nó cụ lên, nó ngắn xẻo hơn. Nôm na gọi là nó là trắng đi, nhưng mà nó là giống ngoại, giống ngoại. Những cái đồ là làm bonsai rất đẹp, nhưng mà cái tội lá nó màu trắng, rất đẹp. Kia còn một cây nữa, xi Đài Loan. Đẹp quá, rất đẹp đấy. Các bác nên suy nghĩ chứ không phải là chơi theo phong trào, không chơi theo người ta, mà là mình thấy đẹp là chơi. Nhiều khi các bác thấy rất đẹp, rất thèm, nhưng mà nghe người ta nói là không phải quốc đỏ, là các bác thấy là chùm. Thế là nó chỉ là mang tính tham khảo các bạn. Mình thấy đẹp và thực sự nó đẹp, dáng thế nó đẹp, thì sau mới đến xét đến cái màu lá, rồi các yếu tố phụ. Tất nhiên là cái quan trọng nhất là giá, nó có phù hợp với mình hay không. Đấy. Để như một cây này mà báo giá tầm 30 triệu thì tôi thấy là rất là hợp lý. Đấy là báo giá sơ bộ của con em. Các bác thiện chí thì có thể thương lượng mà. Tôi không rõ chính xác là bao nhiêu, nhưng tùy giờ duyên các bác thôi. Có điều có thích không thì thiện chí là tôi nghĩ là cũng ok. Với cái mức giá sơ bộ đưa ra như vậy. Đẹp. Đang xem thêm. Cái này cũng cùng dòng cái kia đúng không bác? Hay là khác? Cái đồng tiền. Xin đồng tiền, à rồi rồi. Cũng là Đài Loan đây, nhưng mà đồng tiền. Lá như tròn như đồng xu này. Đấy. Dòng này bây giờ đang hot lắm. Cái này bao nhiêu tiền quên mất. 35 triệu. Chân mộ, chân móng nhìn thích đấy nhỉ. Chân móng hoàn thiện. Đấy. Thân nu sạch, không có sẹo xiếc. Xin đồng tiền. Lá đúng như nhựa luôn. Dày. Dày. Làm bonsai rất hợp lý. Cái dòng này ở bên Đài Loan chuộng. Mà hơi hướng quốc tế. Cây này chắc cũng nhập về chứ bác? Cây này trồng trong nước. À. Liên hệ lên dẫn này. Thân cốt tay cành sạch sẽ quá nhỉ. Đây là dây này chỉ nắn lại thôi chứ còn nó là ổn định rồi. Lâu lắm rồi bác lên thì ra chợ là mới có cái đồ đẹp để nhìn. Cái chợ búa là nó có lem nhem lắm. Quay cái đồ chợ búa như này nó mới hút hút người ra. Người ta không còn cảm giác là những chợ lởm chởm. Em quay thế là mấy hôm mấy rồi xanh ra về luôn. Hợp lý, hợp lý là lên đường. Em bởi vì các bác nhìn những cái cây cục cục như kia bên kia hoàn 35-40 triệu mà chưa ra đâu với đâu. Tất nhiên cục nó đẹp nhưng mà nuôi suốt lắm. Đấy. Thì như này thì sao không lấy. Mình nó bị dân chơi nó hơi azua, đâm ra là nhiều khi nó không bản lĩnh để bắt những cái này. Bắt cái này nó mới thắng. Đấy, ít tiền em hoàn toàn chơi luôn. Dân mình cũng chơi cũng chảo đấy. Lên cái nó bán được luôn, cũng mừng. Cái này đẹp. Đấy, xin được tiền.
dòng này bên nước ngoài rất chuộng, ngoài ra còn rất nhiều cùng mặt hàng, cái bác này thì được bạt ngang rồi. Quế là quý quá. Còn cái này thì sao bác? Vịt quế 40 đẹp. Tùng này thì bao nhiêu bác? Tùng này là 15 triệu. Mai chú, mai chú thủy. Đấy. Thân ngu kiếp không? Nguyệt quế này. Nguyệt quế này nó là thuộc diện hàng quý đấy. Nhìn cột chân này. Chân nguyệt quế này hơi hiếm đấy. Đấy, nhìn cái bộ tàn của nó nhìn khiếp. Ui mà, nhìn nó. Đồ chơi. Nhìn sơ sơ này đã thấy hấp dẫn đấy. Phần chỉ quay chi tiết đến trên chủ xe, nhưng mà đó là một cái rất hay. Cái tùng kia cũng đẹp. Nếu mà bê được thì chắc tôi bê rồi thì nó hơi nặng. Tôi ở chân trộn vật vã. Thèm lắm luôn, thèm. Nhất là cũng tiền, nó thẳng luôn cũng tiền. Còn cái việc nặng nhẹ nó là lý do hơn. Đẹp, cái người quế rất đẹp. Bể đế rất đều. Người quế có bể đế như này là ít. Thường nó chỉ một phía hoặc là nó không có được đầy dày như này. Bể kiếp. Ok các bạn. Như vậy là xong cái vườn sơ bộ, cái vườn của bác Toàn Quấn, anh em Toàn Quấn Hải Dương và Bắc Tĩnh Nam Định. Các bác thích alo nhé. Khu vực này có lẽ là bây giờ là đẹp nhất của chợ. Hai bác này đẹp, cây đẹp nhất chợ. Cây bác Hải Dương thì không chê rồi. So với mức bằng chung của chợ này là hấp dẫn nhất rồi. Các bác nhé.